Em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game thực sự của chuyện anh em ơi. Thì các bạn nhớ này, giờ sự kiện với danh nhận quà free mỗi ngày nha, đây này. Đấy, đây nha. Bởi vì cái này sẽ giúp anh em kiếm tiền free anh em ơi. Sự kiện điểm danh nhận ngày quà ngày này, chia thành Facebook mỗi ngày được 3.000 đồng anh em ơi. Hay là có co re mình sẽ tặng anh em này. Nhưng mà chơi gì chơi, quan trọng khi anh em chơi hên xui ấy, thì đương nhiên các bạn phải cả hên rồi đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ chơi bài liêng anh em ơi. Liêng thì ở đây anh em chơi bài tố ấy các bạn. Bài liêng anh em ơi nha. Thì chơi bài liêng thì các bạn phải nhớ như này này. Nên nhớ như này anh em ơi nha. Đó là bài liêng ấy, hay bất kỳ con bài gì như vậy thôi, thì đó là chơi anh em phải hên anh em ạ. Hên nha. Bởi vì anh em không hên ấy, đéo có cơ gì thắng đâu anh em ơi nha. Và trước khi chơi bài liêng thì mình sẽ vào đây chơi bài poker này đã. Bởi vì poker này mình thử xem là kết quả nó như nào đã. Mình chơi một xíu, mình đánh nhỏ nhỏ thôi, xem hôm nay có hên không. Đấy này, ngon rồi. Nếu hên thì mình sẽ đánh 200 lên nha. Trời ơi, ngon thế. Ôi rồi, đánh bài liêng tự nhiên thắng một mê này kìa. Đôi khi đánh bài này, ở kia này đánh bài poker mà thắng như thế này, đôi khi để đéo đánh bài liêng nó nên nhé. Bởi đánh bài này hên quá đấy mà. Đây nè, trời ơi, 2, 3, 4 mê kìa. Ui, ui, con này đánh rất nhanh lên nha, nhưng mà rất nhanh xuống. Hôm nay mình cảm nhận mình hên quá đấy. Đây nè, hay 7 mê luôn kìa. Ô, ba chà, tì ra như thế này anh em ạ. Đánh con bài này nè, thì các bạn đừng có lên đánh trên hoặc dưới, mà các bạn đánh đen, đỏ hoặc chuồn, big nè, joker nè. Đấy, như vậy may ra mới thắng được anh em ạ. Ôi lúc này giờ thắng to rồi luôn kìa. Vẫn liều thật đấy. Đéo tin luôn, đây này 27 mê đấy. Bích tiếp đi. Chuồn kìa. Thế là này cơ. Bích anh em cơ đi. Rô kìa. Cơ này. Sao cũng về cơ mà xem. Đó biết ngay mà. Ngon chưa anh em, 28 mê đấy. 28 mê đấy anh em ạ. 28 mê tình hình là đéo đánh mê liêng nữa rồi. Đéo đánh mày liêng nữa rồi nha, bởi bài này còn hên mà. Đúng không? Bài còn hên mà đéo gì mình đánh mày liêng, đúng không? Mày liêng bài tiến lên, nhưng mà bài tiến lên ít khi đánh lắm, bởi vì mình đánh bài tiến lên mình khá anh em. Bài tố thì mình đánh cũng khá là hay. Trời ơi. Mày liêng là bài tố đó đấy anh em. Rô này. Đúng rồi. Đúng thật là anh em ạ. Anh em đừng có bao giờ cố định ngày hôm đó anh em đánh con game gì. Mà ví dụ anh em thấy con game gì hên hơn thì anh em đánh thôi. Con game này đéo hên thì anh em đéo đánh thôi, đơn giản như vậy thôi anh em. Việc gì anh em phải đánh những con game này đéo hên đúng không anh em, có nghe được không? Đéo nên đánh một con game ấy nó xui anh em ạ. Đéo nên đánh kiểu đó, bởi đánh kiểu đó trước sau thì anh em đéo thua. Trời ơi, chuồn kìa. Big nè. Trời ơi, lên đi. Đúng rồi, 31 rồi anh em ơi, cơ đi này. Cơ lúc này ít về nha. Nó sẽ có thể sắp về đấy. Nó biết ngay mà. Ôi 10 ra ri kìa, cơ tiếp đi. Rô kìa. Đây rồi. Đây rồi anh em, 32 mê đấy. Đấy, một lần thắng là nó lên lại và cực to luôn anh em ạ. Hôm nay đỉnh đánh con bài liêng. Đấy, nhưng mà bài tố ấy em. Thì nhưng mà do nó con game này nó hên quá thì thôi, mình đéo đánh bài liêng rồi thôi, đơn giản như vậy thôi. Đừng có cố gắng đánh một con game mà anh em chưa biết nó hên xui như nào. Ví dụ mình đang đánh con game này nó đang hên thì việc đéo gì mình, vì mình phải đánh con game bài tố nữa đúng không? Không nên đánh kiểu đó anh em ạ. Đánh kiểu đó làm gì? Một con game gì đang hên thì mình cứ đánh con game đó thôi. Con game này xui mình sẽ không đánh con game đó thôi đúng không? Nên như vậy thôi anh em ơi. Nên như vậy nha. Nên như vậy nha anh em ơi. Nha. Được, cố gắng đánh một con game mà con game này nó đang quá xui với anh em hay như thế nào đó. Vì game gì ai mà chẳng muốn ăn, ai mà chẳng muốn thắng. Nhưng mà có phải khi nào cũng thắng được đâu anh em, đúng không? Không phải là khi nào cũng thắng được đâu anh em ạ. Ôi quy ra quy kiệt đen thế. Đây nè, đen đâu mà đen anh em ơi. Lên lại đây. Lên lại đấy anh em. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn đấy chứ, đúng không? Ngon rồi anh em ơi, nói chung cứ từ từ mà lên thôi. Trời, chuồn à, chuồn tiếp đi. Chuồn đi nào. Đúng rồi.
Quy 10 ra ca để chuồn tiếp đi. Chuồn. Ôi. Chuồn đi nào. Bích kìa, chuồn đi. Chuồn đi. Đúng rồi. Đây nè, lên lại 35 mê thôi anh em. Đã hên rồi thì đánh cái đéo gì mà chả ăn được đúng không? Nhưng mà đã xui rồi thì chịu thôi. Cứ bình tĩnh nha em ơi, bởi bây giờ đang thắng và bây giờ mình mất bình tĩnh một cái là mình dễ bị toàn lắm anh em ơi. Cứ từ từ thôi nha. Không vội đâu anh em ơi. Đây này. Ngon chưa kìa, ngon ngon ngon. Trời ơi, ngon rồi anh em ơi. Đây nè, trời ơi, bách phát bách trúng lên 40 mê là nghĩ nè. 40 mê là gấp đôi đấy anh em ạ. Nếu mình lên được 40 mê đó là gấp đôi đấy. Là mình đã nghỉ được rồi, việc đéo gì phải tham quá đúng không? Chơi ấy thì anh em phải nhớ điều này cho mình này. Nguyên nhân các bạn thua là gì? Mà cách các bạn có thể thắng dễ thắng hơn là gì? Các bạn cũng cần lưu ý cho mình. Do các bạn luôn thua ấy là do các bạn đen thôi. Là cái nhất là cái thứ hai là do các bạn đánh đéo giữ bình tĩnh nha. Các bạn toang thôi à. Thành ra các bạn phải chơi bình tĩnh nha. Chơi gì như vậy thôi. Đây này, còn 2 mê thôi. Trên luôn đi. Đúng rồi, biết ngay mà. Còn 500 nữa thôi, nhưng mà 500 nữa thôi, 500 nữa thôi. 500 nữa thôi anh em ơi nha. Ôi rồi ôi chuồn đi. Đừng nói từng này mà sau là thua lại là mới cay nha. Đéo thích tí nào đâu nha. Trời ơi thua lại thật kìa. Đừng nói đen một chuỗi luôn này, đéo vui chứ nào đâu. Ôi rồi ôi. Phát 6 mê lại rồi. Đây rồi, 39 mê 5 lại rồi. Đây rồi anh em, 40 mê rồi anh em ơi. Nghĩ, nghĩ anh em ơi. Đéo nên tham nữa anh em ơi. Đéo nên tham nữa. Tham là tí nó còn một cái nịt thì sao đúng không? Nghĩ, nghĩ anh em ơi. Thôi, video này mình thúc nha. Bye bye anh em.